ông rồi. Ông tu si. Cái gì vậy? Mấy ngày chào buổi tối chơi đi học buổi tối về chơi xong khi ăn cơm xong rồi con luộc gì con xếp gì chơi còn cái bùn quá ra rủ bọn vô chơi. Đúng, một lít nữa rồi. Tối tối lần chào chú Nguyệt. Ví dụ cho năm mừng. Chơi một hồi ba bát ma. Đường bê tông thì nó sạch sẽ mà cái lửa lên lát thì mình có đường nó bùng gì thì bùng đây chơi không được giờ mà có đường sạch sẽ chơi mới được. Bây giờ mình chơi trò chơi nâng ký đi thấy được không? Up lại up chỗ này ít sai hơn có hồi cái gì một hai sai hồi ba sai nó không nhiều sai. Ba mẹ vô thì cái việc la đi vô rửa rửa tám lên là giường ngủ.